Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tipca. Tôi đang có mặt tại sự kiện đặc biệt của Hyundai thành công tại Việt Nam đang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ tham gia một cái giải đấu chưa từng có trên kênh Tipca, đó chính là giải vô địch Gymkhana 2023. Tôi cũng sẽ trực tiếp cầm lái và tham dự cùng với rất nhiều nhà báo chuyên ngành về xe khác tại Việt Nam. Và kết quả sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhau trải nghiệm ngay bây giờ. Và đây là chiếc xe mà chúng tôi sẽ trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Chiếc Hyundai Elantra N-Line. Đây là một chiếc xe sedan hạng C nhưng mà được thiết kế theo phong cách thể thao. Chúng ta có thể nhìn theo chiều ngang của xe, phần mui xe được thiết kế dạng coupe. Về động lực thì chiếc xe này được trang bị động cơ turbo 1.6 lít Smart Stream. Công suất đạt tới hơn 200 mã lực và mô men xoắn đạt tới 265 Nm. Và điều rất quan trọng đó chính là sức kéo tối đa đạt được ở số vòng tua rất thấp, chỉ khoảng 1.500 vòng một phút. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc xe này được trang bị hộp số tự động liên hợp kép 7 cấp. Và đây chính là một trong những trang bị nổi trội trong phân khúc xe sedan hạng C. Và đi cùng với hệ thống động lực này là hệ thống dẫn động cầu trước. Bây giờ đến phiên tôi chạy thử chiếc Hyundai Elantra N-Line. Ngay khi mà chuyển bánh thì cảm nhận đầu tiên đó chính là về độ phản ứng chân ga. Theo đánh giá của tôi thì phản ứng chân ga của chiếc xe này ở mức là khá tốt. Tiếp đó là về khả năng bứt tốc khi mà ở giải tốc độ thấp cũng chỉ ở mức khá. Và điều này hoàn toàn dễ hiểu với một động cơ cỡ nhỏ và tăng áp. Tuy nhiên khi mà chiếc xe đạt số vòng tua trung bình thì cảm nhận lại hoàn toàn khác hẳn. Nó thực sự rất mạnh mẽ. Và đây chính là cái điều kiện mà chúng tôi cảm nhận được rằng là turbo đang làm việc ở cường độ cao. Tiếp đó là hệ thống lái. Đây là chiếc xe có hệ thống lái vô cùng linh hoạt. Và theo cảm nhận của tôi thì số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ khoảng hơn 2 vòng. Độ bám cũng rất tốt. Độ bám cực kỳ tốt. Và tiếp đó là hệ thống treo. Mặc dù là chiếc xe này được thiết kế để có thể tạo cái sự êm ái khi mà di chuyển trên địa hình phức hợp, nhưng mà hệ thống treo khi mà ôm cua và trong những cái pha tôi lắc bất ngờ, độ cân bằng cũng rất tốt. Khi vào mùa kết thúc thì tôi nằm trong top 10, cụ thể là đứng thứ 4. Bây giờ thì tôi sẽ thi đấu vòng số 2. Và đây cũng là vòng chung kết để loại trực tiếp. Và lần này thì mỗi người chỉ được chạy một lần duy nhất. Và lần này là chiếc xe hiệu năng cao Elantra phiên bản N. Công suất lớn hơn rất nhiều so với phiên bản N-Line. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tham dự giải vô địch Gymkhana 2023 do Hyundai thành công tổ chức. Mặc dù kết quả thi đấu của tôi không được như kỳ vọng, nhưng đây cũng là dịp thú vị để tôi trải nghiệm một cái dòng xe thú vị của Hyundai. Và quý vị đánh giá sao về dòng xe này? Mức giá có thực sự hợp lý và hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.